mình chúc bạn ngày mới thật nhiều vẻ. Hôm nay mình sẽ quay cho bạn xem một con diều tô màu jelly của anh Nguyễn Tú nhá. Anh giao thủy chơi và làm diều. Thế thả ngay đoạn này trên này. Không thi đấu, nay đi giao lưu thôi. Nay giao lưu. Ok thì mình mình sẽ đi quay con tô màu jelly cho các bạn xem nhá. À, con đầu tiên ăn lên nhá. Tôi mới jelly đầu tiên ăn lên trời. Quỳnh, cái chỗ này thoáng các bạn ạ. Thế hôm nay thì mình đang đi giao lưu ở một cái câu lạc bộ ở Xuân Trường. Ok. Xuân Châu Xuân Trường các bạn nhá. Ở đây là gần bến đò Phà Sa Cao. Đâu rồi. Rồi, chiếc diều của chúng ta vẫn ăn lên trời nhá. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Đâu rồi. Ông chủ thả đâu rồi. Có gió không anh? Nhỏ lắm. Nhỏ. Tầm này chắc từ giờ đến chiều có gió nha. Rồi. Còn tới trời đá luôn. Cầm cho anh giật thử gái nào. Đuôi kìa. Đuôi kìa bảng kìa. Đuôi. Ở trên kia có con sừng cá ăn lên nè. Đuôi. Mất đuôi là mất đuôi rồi sao ấy. Nhưng mà biết không đâu. Kéo cong đi quá. Phải. Thả vừa xem ạ. Thả vầy thôi chứ thả nhiều. Ok, con này cuối cùng cũng ra lên nhá. Dí vào đi khe. Lên chuẩn đen rồi. Con này phun ba cà đúng không anh? Hay là phun cái này lan tím rồi? Lan tím. Lan tím ạ. Qua bên kia, qua bên kia thả một dây ra rồi. Em, mẹ em, đến đâu nha anh? Anh mới đến. Con được rồi. Đi. Gió trên. Nên được cặp đâu được. Chưa biên. Sao đi. Lên phải bắt dây quả. Giờ cặp qua đâu này. Đứng ở đây thả rồi. Cặp qua đâu được. Không có chỗ cặp ấy. Đi em cầm thử. Đây. Sớm rồi. Ừ, hay đêm hả? Con sừng cá, quay cho bạn xem sừng cá. Đuổi ấy quá. Anh cầm vào cái chân đấy kìa. À thôi, mình về cái tôn cưới đứt mẹ ấy. Ok. Thì con này lan lên rồi các bạn nhá. Nhẹ gió ấy, hất phát lên luôn. Thật nhẹ thật đấy. Con này cặp đâu được. Nhẹ như thế nên tập trên này cầm. Cọc vào cái gốc cây kìa anh Quang hả? Cọc vào gốc cây kìa. Sáng nay nên mấy con kéo hết đúng không ạ? Sáng nay thì mẹ có hai ông chạy. Giờ có cầm tay à? Cầm tay thôi, tay đó chiều. Có cái thường duy nhất trong cái xe máy.
Không có chỗ cọc phải cọc vào xe máy. Khổ vậy. Không ném qua chạy điện ở bên kia. Đã đua rồi cả. Dạ vâng vâng vâng. Đua thi bên kia cơ mà em. Dạ. Đua thi bên kia.